Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý cô bác anh chị đã trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hai nội dung chính sau đây. 1. Người tiểu đường cứ ăn 5 món này thay cơm, đường huyết tự ổn định, hiệu quả không biến chứng. 2. 5 điều không nên làm vào buổi tối, cả đàn ông và phụ nữ đều nên biết. Sau đây là nội dung đầu tiên. Người tiểu đường cứ ăn 5 món này thay cơm, đường huyết tự ổn định, hiệu quả không biến chứng. Quý vị thân mến, bệnh tiểu đường đang ngày càng trở thành mối lo ngại lớn trong xã hội hiện đại, khi tỷ lệ người mắc bệnh này ngày càng gia tăng. Đặc biệt ở Việt Nam, với thói quen tiêu thụ cơm trắng, một thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, bệnh nhân tiểu đường thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết sau ăn. Cơm trắng mặc dù là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, lại khiến việc kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn. Nhưng không phải mọi tinh bột đều xấu. Trong thực tế, nhiều loại thực phẩm khác có thể thay thế cơm trắng, cung cấp năng lượng nhưng lại giúp ổn định đường huyết hiệu quả. Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu về 5 món ăn có thể thay thế cơm trắng cho bệnh nhân tiểu đường, giúp họ kiểm soát bệnh mà vẫn duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý. 1. Gạo lứt lựa chọn hàng đầu thay thế cơm trắng. Gạo lứt được biết đến là một trong những loại ngũ cốc nguyên cám giàu dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người mắc bệnh tiểu đường. Gạo lứt giữ nguyên lớp vỏ ngoài, còn gọi là màng cám. Điều này giúp gạo lứt chứa nhiều dưỡng chất rất quan trọng mà gạo trắng đã bị mất đi trong quá trình xay xát. Lớp màng cám này chính là nơi lưu giữ phần lớn các chất dinh dưỡng như vitamin B, chất xơ và nhiều khoáng chất thiết yếu khác như magie, mangan và selen. Đây là lý do vì sao gạo lứt luôn được coi là một trong những lựa chọn hàng đầu thay thế cho cơm trắng trong chế độ ăn của người tiểu đường. Một trong những yếu tố quan trọng mà người mắc bệnh tiểu đường cần quan tâm là chỉ số đường huyết GI của thực phẩm. Chỉ số này cho biết tốc độ mà thực phẩm ảnh hưởng đến lượng đường trong máu sau khi tiêu thụ. Gạo lứt có chỉ số GI thấp hơn nhiều so với gạo trắng, trong khi gạo trắng có chỉ số GI cao, gây ra sự gia tăng nhanh chóng của đường huyết. Sau khi ăn thì gạo lứt giúp duy trì lượng đường huyết ổn định hơn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với người tiểu đường, vì việc kiểm soát sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn là một phần quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Ngoài việc kiểm soát đường huyết, gạo lứt còn có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa nhờ vào hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ không chỉ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa mà còn làm giảm sự hấp thụ đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng tăng đột ngột đường huyết. Một chế độ ăn giàu chất xơ cũng giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe ruột, một yếu tố quan trọng đối với người tiểu đường. Ngoài chất xơ, gạo lứt còn chứa các chất chống oxy hóa như axit phytic, axit pearic. Những hợp chất này có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch và ung thư với người mắc tiểu đường. Gạo lứt không chỉ giúp kiểm soát lượng đường mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tim mạch, một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Không những thế, gạo lứt còn là một nguồn giàu vitamin B, đặc biệt là vitamin B1, thiamin, B3, niacin và B6, pyridoxin. Những vitamin này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng từ thức ăn mà còn hỗ trợ hệ thần kinh, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất cho người bệnh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung đủ lượng vitamin B có thể giúp ngăn ngừa và giảm thiểu triệu chứng trầm cảm, một tình trạng phổ biến ở những người mắc bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường. Ngoài ra, gạo lứt cũng cung cấp một lượng lớn khoáng chất như magie, sắt và mangan.
Magie đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, cải thiện độ nhạy của insulin và hỗ trợ chức năng thần kinh. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ các loại thực phẩm giàu magie có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2. Gạo lứt chứa hàm lượng cao, vì vậy gạo lứt chứa hàm lượng magie cao, vì vậy việc thêm gạo lứt vào chế độ ăn không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Việc chế biến gạo lứt có thể hơi phức tạp hơn so với gạo trắng do lớp vỏ cám dày hơn, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Khi người bệnh biết cách nấu đúng cách, trước khi nấu, người bệnh có thể ngâm gạo lứt trong nước khoảng 30 phút đến 1 giờ để làm mềm và giúp gạo chín đều hơn. Ngoài ra, người bệnh có thể kết hợp gạo lứt với các loại thực phẩm khác như rau xanh, đậu hạt hoặc cá để tạo thành những bữa ăn giàu dinh dưỡng và phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường. Gạo lứt cũng có nhiều cách sử dụng khác. Ngoài việc nấu cơm, người bệnh có thể làm trà gạo lứt rang, một loại nước uống thanh mát và có lợi cho sức khỏe. Trà gạo lứt không chỉ giúp giải nhiệt mà còn cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì sự cân bằng điện giải. Ngoài ra, gạo lứt còn được dùng để chế biến các món ăn khác như cháo gạo lứt, súp hoặc thậm chí bánh gạo lứt, mang lại sự đa dạng trong chế độ ăn hàng ngày. Như vậy, gạo lứt không chỉ là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn là một sự lựa chọn hoàn hảo thay thế cơm trắng cho người mắc bệnh tiểu đường. Với khả năng kiểm soát đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch và cung cấp các dưỡng chất cần thiết, gạo lứt đã chứng minh rằng nó không chỉ giúp người bệnh duy trì sức khỏe mà còn giúp họ ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. 2. Khoai lang, nguồn tinh bột lành mạnh. Khoai lang là một loại thực phẩm quen thuộc và dễ tìm, đã trở thành một trong những nguồn tinh bột lành mạnh hàng đầu cho người mắc bệnh tiểu đường. Không chỉ có vị ngon và dễ chế biến, khoai lang còn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là trong việc kiểm soát đường huyết. Khoai lang có chỉ số đường huyết GI thấp, nghĩa là khi ăn khoai lang, đường trong máu được giải phóng chậm hơn so với các loại thực phẩm có chỉ số GI cao như cơm trắng. Điều này giúp ngăn ngừa sự tăng đột ngột của đường huyết sau bữa ăn. Một trong những thách thức lớn đối với người mắc bệnh tiểu đường, chỉ số đường huyết của khoai lang dao động tùy thuộc vào cách chế biến. Ví dụ, khoai lang luộc có chỉ số GI thấp hơn so với khoai lang nướng hoặc chiên. Điều này cho thấy việc chọn phương pháp chế biến phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Một lợi thế khác của khoai lang là nó chứa một loại tinh bột gọi là tinh bột kháng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ngay trong dạ dày và ruột non mà chuyển xuống ruột già, nơi nó được lây men bởi vi khuẩn có lợi. Quá trình này không chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa mà còn cải thiện độ nhạy insulin, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì đường huyết ổn định. Theo một nghiên cứu, tiêu thụ tinh bột kháng từ khoai lang có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa gluco, giảm nguy cơ tăng đột ngột đường huyết sau bữa ăn. Khoai lang còn là một nguồn giàu chất xơ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và cung cấp cảm giác no lâu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường, vì việc duy trì cảm giác no lâu sẽ giúp họ kiểm soát được khẩu phần ăn và tránh tình trạng ăn quá nhiều. Điều này có thể gây tăng đường huyết. Ngoài ra, chất xơ trong khoai lang cũng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó giảm thiểu tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Khoai lang còn nổi bật với hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Vitamin A trong khoai lang dưới dạng beta-carotene là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ mắt và tăng cường hệ miễn dịch. Điều này rất quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường, vì họ có nguy cơ cao bị các biến chứng về mắt như bệnh võng mạc tiểu đường. Beta-carotene cũng giúp làm giảm viêm trong cơ thể, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch, một yếu tố quan trọng đối với người bệnh tiểu đường. Ngoài vitamin A, khoai lang còn chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình hấp thụ sắt trong cơ thể. Khoáng chất như kali trong khoai lang giúp điều chỉnh huyết áp,
giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường. Kali còn có tác dụng điều hòa cân bằng nước và điện giải trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ phù nề, một vấn đề mà nhiều người mắc bệnh tiểu đường gặp phải. Khoai lang còn chứa rất ít calo, vì vậy người mắc tiểu đường có thể ăn một lượng vừa đủ mà không lo lắng về vấn đề tăng cân đối với những người cần kiểm soát cân nặng trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Việc tiêu thụ khoai lang có thể giúp duy trì cân nặng ổn định mà không ảnh hưởng đến mức đường huyết. Có rất nhiều cách để chế biến khoai lang, từ việc luộc, nướng, hấp đến chế biến thành súp, cháo hay salad. Đối với người bệnh tiểu đường, việc ăn khoai lang luộc hoặc hấp là cách tốt nhất để tận dụng hết các dưỡng chất và tránh tăng chỉ số đường huyết. Do phương pháp chiên hoặc nướng có thể làm tăng lượng đường trong máu, khoai lang còn có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác để tạo ra những bữa ăn lành mạnh. Ví dụ, khoai lang kết hợp với rau xanh, đậu hạt hoặc thịt nạc sẽ cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể mà không làm tăng chỉ số đường huyết. Điều này giúp người mắc bệnh tiểu đường có thể duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh mà vẫn kiểm soát được bệnh tình của mình. Như vậy, khoai lang không chỉ là một nguồn cung cấp năng lượng dồi dào mà còn giúp người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết, duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ biến chứng. Việc kết hợp khoai lang vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp họ duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng hơn. 3. Yến mạch, một lựa chọn dễ sử dụng và hiệu quả. Yến mạch đã trở thành một trong những thực phẩm được ưa chuộng nhất trên thế giới nhờ tính đa dụng và những lợi ích sức khỏe của nó mang lại. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, yến mạch đặc biệt hữu ích nhờ khả năng kiểm soát đường huyết vượt trội. Yến mạch nguyên cám khác với các loại yến mạch tinh chế hoặc yến mạch ăn liền, giữ lại toàn bộ chất dinh dưỡng từ lớp vỏ ngoài giàu chất xơ. Chất xơ hòa tan trong yến mạch gọi là beta-glucan có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu, giúp giảm thiểu sự tăng đột ngột của gluco sau bữa ăn. Beta-glucan còn giúp cải thiện độ nhạy insulin. Điều này rất quan trọng trong việc duy trì đường huyết ổn định ở người mắc bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng của Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ yến mạch thường xuyên có mức đường huyết thấp hơn và ít bị tăng đột ngột sau ăn hơn so với những người không sử dụng yến mạch. Bên cạnh đó, yến mạch còn giúp giảm cholesterol xấu LDL, nhờ đó mà giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường. Một điểm mạnh khác của yến mạch là tính linh hoạt trong chế biến. Người bệnh tiểu đường có thể nấu cháo yến mạch, thêm vào các món salad hoặc kết hợp với sữa chua và hoa quả để tạo nên bữa sáng giàu dinh dưỡng. Yến mạch có thể được sử dụng như một món ăn chính thay thế cho cơm hoặc là một phần của bữa ăn nhẹ giữa ngày để giúp duy trì mức năng lượng ổn định mà không gây tăng đường huyết. Ngoài việc giúp kiểm soát đường huyết, yến mạch còn cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng như protein, vitamin B và các khoáng chất như sắt, magie và kẽm. Đây là những chất cần thiết giúp cơ thể duy trì sự cân bằng dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ chức năng miễn dịch. 4. Các loại đậu đỗ hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm biến chứng. Các loại đậu đỗ, đặc biệt là khi còn giữ nguyên lớp vỏ ngoài, là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Chúng không chỉ cung cấp nguồn tinh bột lành mạnh mà còn là nguồn protein thực vật quan trọng giúp cơ thể duy trì mức đường huyết ổn định. Đậu đỗ là một nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường từ thực phẩm. Điều này giúp duy trì đường huyết ổn định sau bữa ăn và ngăn chặn sự tăng đột ngột của gluco trong máu. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ đậu đỗ thường xuyên có thể giúp người mắc bệnh tiểu đường giảm nguy cơ biến chứng tim mạch nhờ vào việc giảm tình trạng viêm và cải thiện quá trình trao đổi chất. Đậu đỗ cũng là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời, giúp cơ thể có đủ năng lượng mà không cần phải tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột hay chất béo không lành mạnh.
Điều này rất quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường, vì việc duy trì cân nặng ổn định là một yếu tố then chốt trong việc kiểm soát bệnh. Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu lăng đều chứa nhiều chất khoáng như sắt, magie và kali, giúp cải thiện chức năng tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể. Chúng cũng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, một yếu tố góp phần vào sự phát triển của các biến chứng tiểu đường. Chế biến đậu đỗ cũng rất dễ dàng. Người bệnh có thể nấu súp đậu, hầm đậu với rau củ hoặc làm món salad đậu. Chúng không chỉ là một phần của bữa ăn chính mà còn có thể làm bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn để giữ mức đường huyết ổn định suốt cả ngày. Chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường và phòng ngừa các biến chứng. Việc hạn chế ăn cơm trắng không có nghĩa là bệnh nhân phải bỏ hoàn toàn các loại tinh bột. Thay vào đó, họ nên lựa chọn những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hơn như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, các loại đậu đỗ và hạt chia, hạt lanh. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp ổn định đường huyết, cải thiện sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa biến chứng bằng cách thực hiện các thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống. Bệnh nhân tiểu đường hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, duy trì mức đường huyết ổn định mà không lo lắng về biến chứng việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Không chỉ dựa vào thuốc mà còn phải đi kèm với chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trên, người mắc bệnh tiểu đường sẽ có thêm những lựa chọn dinh dưỡng thông minh, từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và kiểm soát bệnh một cách hiệu quả hơn. Xin chuyển đến nội dung cuối cùng. 5 điều không nên làm vào bữa tối, cả đàn ông và phụ nữ đều nên biết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có 4 điều mà bạn nên làm vào buổi sáng, 5 điều không nên làm vào buổi tối. Hãy thực hành chúng mỗi ngày để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. 4 điều nên làm vào buổi sáng. 1. Tắm vào buổi sáng. Người Việt Nam không có thói quen tắm vào buổi sáng, nhưng nghiên cứu cho thấy tắm vào buổi sáng rất tốt cho việc thúc đẩy tuần hoàn máu, tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái, giúp điều tiết tâm trạng tốt hơn, cho bạn tinh thần thoải mái, dễ bắt đầu một ngày mới. Lưu ý, bạn nên có một vài động tác khởi động nhẹ như hát, thể dục nhịp điệu để tỉnh ngủ hẳn trước khi tắm. 2. Vệ sinh vào buổi sáng. Đại tiện vào buổi sáng là thói quen tốt mà lại rất nhiều lợi ích. Nếu bạn không có thói quen này, bạn có thể tác động đến cơ thể bằng cách ăn nhiều các loại chất xơ như cải bắp, khoai lang, các loại ngũ cốc thô vào ngày hôm trước. Sau đó buổi sáng hôm sau, bất kể bạn có muốn hay không cũng phải đi vệ sinh. Theo thời gian, thói quen sẽ trở nên tự nhiên. 3. Uống nước vào buổi sáng. Buổi sáng thức dậy uống một cốc nước sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau một giấc ngủ dài, khi dậy, cơ thể dễ bị mất nước và việc bổ sung một ly nước, nước ấm là tốt nhất, không dùng nước đá, sẽ rất hữu ích. Không chỉ giúp làm sạch dạ dày mà còn tiếp năng lượng cho gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. 4. Thức dậy từ từ. Khi mới ngủ dậy, bạn nhớ không đột ngột ngồi bật dậy, dễ khiến cho máu dồn lên, làm thay đổi huyết áp một cách đột ngột, gây ra hoa mắt chóng mặt và một số triệu chứng nguy hiểm khác. Phương pháp tốt nhất là sau khi ngủ dậy, cứ nằm yên trên giường một lúc, có thể hoạt động tứ chi và đầu một cách nhẹ nhàng khoảng 5 phút mới bước xuống giường. Một số động tác co duỗi, kéo căng chân, cơ tay sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn tỉnh ngủ, tăng cường lưu thông máu, phòng ngừa các bệnh xương khớp. 5 điều không nên làm vào buổi tối. 1. Không uống trà, cà phê. Bạn nên tránh xa trà, cà phê trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là do caffeine trong trà, cà phê sẽ kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ. Không những vậy, chúng lại là những thức uống lợi tiểu, sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. 2. Không ăn cay. Ăn thức ăn cay trước khi ngủ là một trong những điều nên tránh. Nguyên nhân là do những thực phẩm cay như ớt, tỏi, hành tây sẽ gây cảm giác nóng rát, khó tiêu, khiến dạ dày khó chịu, từ đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. 3. Không ăn những thực phẩm gây đầy bụng. Một số thực phẩm trong quá trình tiêu hóa
dễ sản sinh ra lượng khí tương đối lớn, dẫn đến cảm giác chướng bụng khó tiêu, cản trở giấc ngủ. Do đó bạn nên tránh những thực phẩm này vào buổi tối. Các thực phẩm có thể gây đầy bụng chẳng hạn như các loại rau củ họ đậu, cải bắp, hành tây, bắp, chuối. 4. Không uống rượu bia. Rất nhiều người lầm tưởng rằng uống rượu bia trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ nhanh và sâu giấc hơn. Nhưng thực tế, các nghiên cứu gần đây cho thấy, mặc dù rượu bia có thể giúp chúng ta ngủ nhanh hơn, nhưng sẽ khó có thể ngủ sâu được do tác động của các chất kích thích có trong rượu. Đó là nguyên nhân khiến những người uống rượu bia dù đã ngủ cả đêm thì khi thức dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi. 5. Không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. Ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan trong cơ thể như ruột, dạ dày, gan, túi mật, tụy. Từ đó khiến chúng ta khó ngủ hơn bình thường. Không chỉ vậy, ăn những thực phẩm giàu chất béo khi đi ngủ có thể khiến bạn tăng cân, tích tụ mỡ và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sức khỏe tự nhiên hy vọng rằng bài chia sẻ này sẽ là nguồn thông tin bổ ích giúp quý cô bác, anh chị bảo vệ tốt hơn sức khỏe của mình. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.